Cây cảnh giá rẻ hôm nay giao lưu cả nhà một gốc mai hình thú á. Cả nhà ơi, một gốc mai hình thú phải nói là quá đã. Cây này phải nói là quá no, thú này chắc bụng no cả nhà ơi. Cây quá độc nha. Bộ đế thì cực kỳ khủng luôn. Tí nữa mình sẽ quay bộ đế cả nhà nha. Bộ đế cực kỳ, phải nói cực kỳ khủng, quá dữ dội. Ngay phần mình đây là hoành 57, hoành này 57, cây rất là phình, cây quá quá đặc, quá khủng, cây nó quá đã. Chân cẳng đầy đủ cả nhà nha, chân cẳng chừa lại đầy đủ. Một bộ đế quái nó là quá cuồn cuộn. Bộ đế mà nó cuồn cuộn như này, rễ mà nó nổi lên đây nó những cái này mà sống khỏe trong sôi lên hơi bị quái nha, hơi quái á. Bộ đế cuồn cuộn đây luôn, đế rất là cứng, rễ mà đi nè, cuồn cuộn cuồn cuộn đó. Quá dữ rồi, cái này phải là quá dữ rồi. Đây là cái thân chính nè, cái rễ lớn của nó đi đây. Tới đây hết. Nặng nha, cái này hơi nặng lắm á, đoạn cò rất quái, cái rễ bên đây cực kỳ là quái luôn nè. Bên đây thì có lỗ hai ngón tay, lỗ lúa thôi, lúa chứ không phải lỗ lúa, lúa muốn dính ra xíu à. Nói chung làm cây già thêm chứ không có gì hết. Phần mình đây, bên đây là mặt sau, phần mình đã lắm cả nhà ơi. Chiều dài cây là 1,2 m nha, cây nằm nằm dài 1,2 m, cây quá đã. Nói chung là cây hình thú phình thế này là hiếm á, nó là hiếm, chân cẳng đầy đủ hết luôn, một hai chân chân trước đầy đủ, chân trước đầy đủ hết, vót cây rất vót, đặt nha cả nhà nha, vót đặt nhìn mê man quá đã. Hồi cả trăm clip này mới có clip hình thú này, mà không phải không có, nhưng mà clip gọi là cây này nó gọi phải nó là tâm đắc, nó đẹp, cây đẹp, nó cây đẹp, những đoạn co lắc có để dùm dùm quái rồi. Mình xin kết thúc nữa đây, chân thành cảm ơn cả nhà nha.